Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay bếp nhà mình sẽ nấu món chè bưởi, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Một cái vỏ bưởi, gọt bỏ vỏ ngoài, sắc vuông, cho 3 muỗng muối vào một ít nước, vắt xả nhiều lần. Tiếp đến, nồi nước nấu sôi cho 2 muỗng canh giấm vào, luộc sơ vỏ bưởi. Sau đó chúng ta xả tiếp vỏ bưởi khoảng 4-5 lần và nếm thử vỏ bưởi hết đắng là được. Ướp vỏ bưởi với 4 muỗng canh đường khoảng 4 giờ. Tiếp đến, chúng ta cho 4 muỗng canh bột mì tinh áo qua vỏ bưởi. 4 muỗng canh mì tinh cộng với 1/2 chén nước quậy tan. Chúng ta cho vỏ bưởi vào luộc cho đến khi trong lên thì chúng ta vớt ra thau nước đá lạnh, tạo độ giòn cho vỏ bưởi. Một lít nước cộng với 200g đường nấu tan, cho tiếp vỏ bưởi và chén bột vào, tạo độ sánh cho chè. Cuối cùng, chúng ta cho đậu và vani vào, khuấy đều và tắt bếp.
Về phần cốt dừa, nguyên liệu gồm có 250ml cốt dừa, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột năng. Chúc tất cả mọi người làm món chè bưởi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.